chúng tôi làm đại lý ký gửi xe tải bên Hoa Mai, 5 tấn cũ có tất cả các màu, các đời xe từ thấp đến cao của các hãng xe này để quý khách lựa chọn giá cả hợp lý, chất lượng tốt, sản phẩm của chúng tôi sẽ làm hài lòng đến tất cả quý khách tại Lạng Sơn. Tinh Thắng là kênh phân phối xe tải bên Hoa Mai, 5 tấn mới, giá cả hợp lý, khách hàng được nhận xe ngay, hãy gọi điện cho tôi, 0123.985.6666, hãy gọi cho tôi nhé.